Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay mình mới về một lô hải châu lá nhỏ. Đây. Lá nhỏ luôn nha. Và cây đang đậu trái luôn đây. Nói chung là trái ít trái nhiều là cũng do mình chăm sóc nữa nha. Với lại đợi cái cây nó già nữa. Chứ còn cái cây mà cái cành nó đang non mà bắt nó ra trái thì cũng tội nghiệp đó nha. Đó. Như mình ép chuối cho nó chín thì cũng tội nghiệp đó. Đó, nói chung là những cây mà mình thấy trên mạng nó đang trái dày nhiều á, là chủ yếu là những cây đó nó đạt cái độ già nó tới rồi. Nó giống như con gái rồi, nó đến tuổi thì nó lấy chồng nó là như vậy, nên là mình đừng có ép con ta nhiều quá rồi cuối cùng mà nó hỏng cây nha. Đó thì mỗi cây bên nhà vườn cũng đều báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu thì bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Thì những cái phôi như thế này bên nhà vườn không bao sống, nhưng mà tỷ lệ sống cũng rất là cao luôn nha. Đó, mình đang ươm lại một số rồi đây. Vấn đề là mình chăm có tâm là được thôi. Đó. Này, sau có một tuần mà bắt đầu nó đã bung mầm rồi đây. Đó. Bung ra rất là nhiều luôn nha. Đó. Mình ươm lại tỷ lệ sống rất là cao, cho nên mình yên tâm luôn nha. Và sau vài ngày mình nhận được cây, nhưng mình nhận được cây xong mình tháo cái chất trồng giữ ẩm của nhà vườn ra và bắt đầu mình ngâm nước, mình xử lý rễ lại, mình ngâm nước vào một đêm, trong nước đó có kích rễ luôn nha. Và sau đó mình pha 50 cát, 50 sơ dừa, 50 cát đất vườn á, cát với lại đất vườn và sơ dừa nữa, mình ươm. Nếu mình kỹ nữa thì mình trùm cái bọc lại. Đó, và sau khi mà cây nó sống khỏe rồi mình sẽ chích cái bọc từ nhỏ cho tới lớn để cho nó trung hòa giữa môi trường hai bên nha. Rồi mình mới tháo hẳn, chứ mình tháo đột ngột là cây nó vẫn chết bình thường. Rồi, mình bắt đầu giao lưu luôn nha. Thì nếu có gì chưa thông thì mình liên hệ với Sơn luôn. Đó thì mình có để cái bình thủy truyền thống loại to nhất, cái này cao là 40, đường kính là cỡ tầm 12 đến 15. Đó, và mình có báo thông số nha. Đó, còn nói chung là mấy cái này thì nó có thể sai là số một ít xíu, nhưng vấn đề cái mình tuyển được cái cây đẹp là được rồi. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 921, là một phôi hải châu lá nhỏ tàn bay thiên nhiên, rất là đẹp luôn. Đó, form này rất là ok luôn nha. Rồi, cây này có hoành là 20, hoành gốc dưới đây là 20 nè, còn cái hoành cỡ này chắc cỡ tầm 10 hơn thôi. Còn ở đây thì chắc có tầm 8 thôi. Rồi, cây này có chiều cao cỡ tầm 75. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 700k bao ship luôn nha. Và mình lưu ý là bên nhà vườn là báo luôn cái mức là bao ship là trọn gói luôn nha. Đó. Thì những cái nơi khác họ báo là không bao ship. Đó, rồi tới lúc là ship cao ship thấp là bắt đầu mình lại loằng ngoằng. Nên nó rất là phiền, cho nên nhà vườn tính luôn tất cả các chi phí luôn. Mình chỉ ưng tuyển cái cây rồi chốt cái giá đó, được thì được, không được thì vui vẻ luôn nha. Cho nó rõ ràng. Cho rất là nhiều người giao lưu nổi cái cây nhưng mà không trả nổi phí ship, mà nó nhích nhau chỉ mười mấy 20k thôi. Rồi, 700k bao ship, phôi này rất là ok luôn nha, nhanh tay ủng hộ phôi này luôn. Rồi, nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi, nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 922, là một cây hải châu tông cao thiên nhiên luôn nha. Ở trên nó còn bộ tán thiên nhiên luôn. Cây này có hoành là 10, cây cao là 108. Nhà vườn xin giao lưu là 800k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh luôn. Cây này thì nó còn đất rinh. Đó, nhưng mà bên nhà vườn gửi đi thì sẽ giữ ẩm chất trồng thêm luôn nha. 800k bao ship. Cây này cũng rất là duyên. Bộ tán rất là đẹp. Cây này rất là đẹp luôn nha. Rồi, xin qua cây này luôn.
Rồi nhà vườn xin giao lưu, kế tiếp có mã số là 923, là một phôi hải châu form bay thiên nhiên luôn nha, hai thân chung cốt luôn. Cốt hoành 19, cây cao là 55. Nhà vườn xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha. 450k bao ship. Form thiên nhiên luôn. 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu, kế tiếp có mã số là 924. 924 là một cây hải châu form thiên nhiên. Cây này có hoành là 16, cây cao là 85. Nhà vườn xin giao lưu là 450k bao ship. 450k bao ship. Tán thiên nhiên luôn. Hai thân chung cốt. 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu, kế tiếp có mã số là 925 nha cả nhà. 925 là một cụm hải châu gồm có hai, cái này là gồm có hai cây nha. Cụm bên này và cụm bên này, nhưng mà cùng chung bề đất tự nhiên nha. Đó. Nên cái này nó có bầu đất rinh này. Nên là rất là an toàn. Cụm này tổng hoành là 40, cây cao là 58. Cụm này nhà vườn xin giao lưu là 1000k bao ship luôn nha. Form thiên nhiên luôn. Cái này về mình lên chậu luôn nha. Mình thốn rễ là mình lên chậu luôn. 1000k bao ship. Rất là đã luôn. Hải châu là một dòng cho bonsai rất là tiềm năng nha. Hoa trái cũng rất là đẹp. Như là những cái hòn ngọc của biển. Hải châu là hòn ngọc của biển nha. 1000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu, kế tiếp có mã số là 926. Là một cây hải châu tán rinh thiên nhiên luôn nha. Cây này hoành 8, cây cao là 95. Nhà vườn xin giao lưu là 500k bao ship luôn nha. 500k bao ship. Rồi em quay qua cái mặt sau cho khán giả xem nha. Rồi 500k bao ship. Rồi vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu, kế tiếp có mã số là 927. Là một cây hải châu ba thân chung cốt luôn nha. Tán rinh thiên nhiên luôn. Cây này còn giữ một ít đất rinh nha. Tổng hoành là 26. Cái hoành thân lớn nhất là 8. Cây cao là 105. Ở trên nó có tán thiên nhiên luôn nha. Rồi cây này 1200k bao ship luôn nha. Rất chi là mềm luôn. Rồi em quay qua cho khán giả xem mặt còn lại nha. Đó, tán thiên nhiên còn rinh luôn nha. Đã luôn. Cái này về mình cho nó bay tí xíu. Em cho nó ngã qua bên em chút xíu cho khán giả xem. Ngã dựng lại chút xíu. Dừng lại chút xíu. Rồi ok. Này, nó còn đang đậu trái luôn nha. Trái nó đang chuyển màu đỏ hồng hồng rất là đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Nhà vườn xin giao lưu, kế tiếp có mã số là 928. Là một cụm hải châu form thiên nhiên. Thân sống tới đây nha. Còn phần bên này là bị khô lũ. Còn bên này là thân sống hết. Đó. Đế rễ nè. Rồi cây này có tổng hoành là 33, cây cao là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship, giao lưu nhanh luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nhà vườn xin giao lưu, kế tiếp có mã số là 929. Là một cây hải châu form bay, hai thân chung cốt luôn nha. Đó. Cây này có hoành là 13. Chiều phóng của nó là 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 300k bao ship luôn nha. Form này rất là đẹp. Em quay lại cho khán giả xem. Đó, nhỏ mà có vỏ luôn. 300k bao ship. Đó, hai thân đuổi rất là đẹp nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu, kế tiếp có mã số là 930. Là một phôi hải châu hai thân chung cốt luôn. Form thiên nhiên luôn nha. Cây này
Có cái hoành thân này là 7, cây cao là 65. Nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn. 400k bao ship luôn nha. Hai thân chung cốt luôn. Cái này nó có đất rin luôn. 400k bao ship rất chi là mềm luôn nha. Đối với anh em chơi cây mà 400k mà bao ship nữa thì tính ra cái cây này không còn bao nhiêu đâu. Đó, nhưng mà vẫn có một số anh em vô bắt đầu cũng chửi bới sơn rất là nặng nề nha. Có thể là cái đẳng cấp của họ chưa có tới nên nhiều lúc cũng gây phiền toái cho anh em. Rồi, cây này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi, nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn.